Chào Lily, thời gian vừa qua, A căn cứ SWAT của ta đã bị một tên hề đánh chiếm và lấy đi những món đồ giá trị. Em cùng xem video nhé. Lily, em có biết Tranbi nào đâu không? Anh không thể là liên lạc được với cô ấy. Thưa sếp, em không liên lạc được gì với chị ấy. Không biết có chuyện gì xấu xảy ra với chị không? Trong thời gian này, em hãy hết sức cẩn thận. Chào em. Vâng, em chào sếp. Chị Tranbi, chị đang ở đâu ấy? Alo, Lily, em có nghe tiếng chị nói không? Alo, Lily, chị Tranbi, chị đang ở đâu đấy ạ? Em về sếp không thể nào liên lạc được với chị. Hiện tại chị đang bị một tên hề truy sát. Alo, chị Tranbi. Đếm xem. 3. Nhiều mày cần, tao đã làm rồi. Bây giờ, tao hiểu chưa? Mày đã làm quá nhiều rồi á. Tao không thể nào tha thứ cho mày. Chết đi! Con khốn này. Cứ đợi đi. Oh!
Mày đã vào hang ổ của tao, không thoát ra được đâu. Chú cho là mẹ, để trông như thế là nguy hiểm. Về thôi.